có một cái câu nói mà Phương rất thích của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn á, cho dù thành công hay thất bại thì suốt cuộc đời này chúng ta cũng không thể rong chơi. Cuộc sống sẽ là rất nhiều những bài học, những trải nghiệm. Mình cần phải được làm việc, mình phải cho mình có thêm nhiều những cái cơ hội để vượt qua cái vùng an toàn của bản thân mình. Mình sẽ mang đến giá trị của thời gian, một vẻ đẹp mà mình sẽ không bao giờ ngần ngại phải che giấu nó. Chị sợ chị không hát được ấy chứ. Tại vì thứ nhất là lúc mà chọn trang phục ấy, thì mình sẽ nghĩ chỉ thấy là cái concept này với cái áo, bộ quần áo này với cái bài hát nó rất hợp nhau. Thì mình chọn luôn. Thế nhưng mà khi mà về đây mặc vào rồi thực tế nó khác. Xin mời chị đẹp Thu Phương vui lòng xác nhận sẵn sàng. Ok. Các chị đẹp thân mến, đúng rồi. Có một cái câu nói mà Phương rất thích của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn á, cho dù thành công hay thất bại thì suốt cuộc đời này chúng ta cũng không thể rong chơi. Cuộc sống sẽ là rất nhiều những bài học, những trải nghiệm. Mình cần phải được làm việc, mình phải cho mình có thêm nhiều những cái cơ hội để vượt qua cái vùng an toàn của bản thân mình. Mình sẽ mang đến giá trị của thời gian, một vẻ đẹp mà mình sẽ không bao giờ ngần ngại phải che giấu nó. Bởi vì tất cả những gì hiện trên gương mặt của mình đó là thời gian đã lưu giữ lại. Và mình thấy mình rất là hạnh phúc vì điều đấy. Chị đẹp Thu Phương xin hãy bắt đầu phần trình diễn cá nhân. Trưởng thành hơn, khỏe mạnh hơn, trả lại hơn, người cứu mang chính mình. Mình không cố định một nơi bất kỳ, nên em rời đi điều tất nhiên. Em sai thì em sai, nhưng mà em sai vì em là chính mình. Nhiều khi thất tình để không mất mình, thế nhưng nhiều khi em ước mình xin lỗi trước, để bình an lướt qua thời gian, để mình không bất ngờ dù em vẫn sợ phải mất anh mà chưa biết anh. Nhưng mà em không chắc mình làm được gì khác, dù sao em cũng chỉ là em. Một dòng sông hối hận trào tuôn bất tận, để mất nhau rồi xin lỗi sao. Chỉ để lần cuối đi bên nhau cay đắng nhưng không đau. Nếu ai cũng mang tội thì người mong đợi gì nơi em. Tiễn nhau đến đây thôi, phố mưa cũng đang tạnh rồi. Cho dù chẳng biết sẽ đi đâu cũng giống như lần đầu. Nếu anh có đòi hỏi cũng đừng ngoái lại nhìn sang em. Anh cứ đi tiếp thôi, lần cuối ấy cũng qua mất rồi. Y như một giấc mơ. Mình nghĩ rằng cái điều quan trọng nhất là làm hết khả năng của bản thân mình, sống trọn vẹn từng phút giây và trân trọng tất cả những gì chúng ta đang có. Chị có quyết tâm bởi vì chị tin rằng là chị phải vượt qua cái khó khăn của bản thân mình, và đúng như tiêu chí của chương trình có nghĩa là phải đạp gió rẽ sóng, và cái đấy là cái khó khăn nhất. Và cái quyết định đó chị vừa mới thực hiện cách đây 5 phút đồng hồ, và
cùng là rất là vui vì chị đã làm được. Xài SimCV, lướt siêu data, voting đưa chị đẹp chiến thắng. Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 21:15 trên kênh VTV3, 21:45 trên YouTube Gia Quan Show và ứng dụng Onlala, thứ bảy hàng tuần từ ngày 28 tháng 10, 2023.